chính người con anh hùng của mẹ Thứ. Mẹ Thứ, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, sinh năm 1904 tại Điện Bàn, Quảng Nam. Mẹ mất năm 2010, đại thọ 106 tuổi. Nhà mẹ Thứ đơn sơ, yên bình. Trên tường nhà treo 12 bằng tổ quốc ghi công và trên bàn thờ hương khói của 9 người con trai mẹ Thứ. Mẹ Thứ bên mâm có 9 cái bát, 9 đôi đũa dành cho 9 người con của mẹ đã hy sinh. Bức ảnh chụp gây xúc động đối với bất cứ ai nhìn thấy. Thời chiến, vợ chồng mẹ Thứ cùng con gái đầu bám trụ xóm làng, vừa sản xuất, vừa đào hầm nuôi dấu cán bộ. Hàng đêm, mẹ để ngọn đèn sáng bên bàn thờ làm ám hiệu an toàn cho cán bộ, du kích đi về hoạt động. Vườn nhà mẹ rộng, có 5 căn hầm bí mật, quanh vườn nhà có nhiều cây xanh và cỏ, nuôi nhiều bò để ngụy trang. Lúc an toàn, mẹ Thứ và các con mở hé cửa hầm để mọi người dễ thở, và khi có động thì lại giả vờ trông coi bò để chỉnh sửa, ngụy trang lại miệng hầm. Hàng trăm cán bộ, bộ đội du kích được gia đình mẹ Thứ chở che, chăm sóc, nuôi con cháu trong cảnh lận đận, đói nghèo như khi tổ quốc cần, mẹ Thứ động viên, tiễn các con ra chiến trường. Mẹ Thứ có 12 người con, 11 trai và 1 gái, thì 9 con trai đã hy sinh. Con đầu và cũng là con gái duy nhất, bà Lê Thị Trị là thương binh, cũng được trao tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Khi có chồng và 2 con là liệt sĩ, như vậy gia đình mẹ Thứ có 12 liệt sĩ. Hiếm có người mẹ nào trên thế giới này mang nhiều nỗi đau và sự hy sinh cho tổ quốc như mẹ Thứ. Trong Trung Pháp và Mỹ, mẹ Thứ lần lượt nhận được 9 giấy báo tử của 9 con trai và nhận tin con rể cùng 2 cháu ngoại hy sinh. Ngày 18 tháng 6 năm 1948, anh Lê Tự Xuyến, chiến sĩ Giao Liên bị Pháp bắn tại đầu làng. Nửa tháng sau, ngày 5 tháng 10 năm 1948, con trai Lê Tự Hàn, anh hy sinh khi làm nhiệm vụ tải thương. 10 ngày sau, con trai Lê Tự Hàn em ngã xuống trong trận chống Càn. Con trai Lê Tự Lem tròn 20 tuổi hy sinh trong lúc chiến đấu ở huyện nhà vào tháng 4 năm 1954. Trong vòng 6 năm, mẹ Thứ mất 5 người con, đau thương dồn dập như cứ khi con trưởng thành, mẹ lại động viên tiễn con ra chiến trường. Tháng 9 năm 1966, con trai Lê Tự Nữ hy sinh. Năm 1972, anh Lê Tự Mười và anh Lê Tự Trịnh hy sinh. Năm 1974, anh Lê Tự Thịnh, đại đội trưởng bộ đội ở huyện Duy Xuyên, hy sinh trong lần chỉ huy đơn vị đánh đồn giặc. Con trai cả Lê Tự Chuyển, chiến sĩ biệt động Sài Gòn, hy sinh vào 9 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngay trên cầu Rạch Chiếc, ở cửa ngõ vào Sài Gòn, chỉ trước vài giờ đất nước thống nhất. Con rể của mẹ là Ngô Tường, chồng của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị, bị giặc Mỹ bắt năm bị tra tấn cho đến lúc hy sinh, được công nhận là liệt sĩ. Mẹ Thứ còn có 2 cháu ngoại, con gái của mẹ chị là Ngô Thị Điểu bị giặc Mỹ bắt tra hỏi, hy sinh tháng 8 năm 1970, và Ngô Thị Cúc hy sinh trong lần công tác vào vùng địch hậu năm 1973. Năm 80 tuổi, mẹ Thứ mù đôi mắt, sống với con gái ở quê nhà, sau chuyển ra Đà Nẵng sống cùng con út Lê Tự Tân cho đến khi mất ở tuổi 106 vào ngày 10 tháng 12 năm 2010. Sự mất mát hy sinh của gia đình mẹ Thứ không có bút mực nào diễn tả hết. Vào năm 1998, khi một đoàn khách nước ngoài về thăm mẹ Thứ, một nhà báo, cựu chiến binh người Hàn Quốc đã hỏi mẹ: "Thưa bà, với quan niệm người A Đông, con cái là phúc lộc, là tài sản, khi người con thứ tư, thứ năm tử trận, tại sao bà vẫn tiếp tục động viên những người con khác ra mặt trận?" Mẹ Thứ điềm tĩnh trả lời: "Ở nước tôi, cụ Hồ đã dạy là không có gì quý hơn độc lập tự do, nên cứ là người Việt Nam, trong đó có các con, các cháu tôi đều sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để giành lấy độc lập tự do. Nếu còn chiến tranh, các con tôi, rồi cháu tôi sẽ vẫn tiếp tục ra trận để giành độc lập, tự do, bình yên mà hôm nay chúng tôi đang hưởng." Người cựu chiến binh Hàn Quốc sững người, rưng rưng nước mắt, rồi thấp người xuống, cầm tay xin lỗi mẹ. Lúc mẹ Thứ còn sống, mỗi khi tới kỳ dỗ chạp của các con hay ngày Tết Nguyên Đán, ngày thương binh liệt sĩ, mẹ lọ dọ chống gậy đến bàn thờ thắp 9 ngọn nến, 9 nén hương và xếp 9 cái bát, 9 đôi đũa bên mâm cơm để gọi các con về với mẹ. Lại có những đêm thiếp đi trong cơn mê, mẹ như thấy các con về, mẹ choàng tỉnh dậy, nước mắt lưng tròng đến trước bàn thờ gọi tên từng người con yêu quý và thắp 9 nén hương để tưởng nhớ các con.